bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện mà cô ấy mang đến xuất phát từ sự đồng cảm với hơn 100 con người đã cùng gắn bó với cô hơn 10 năm nay. Tôi đang là kỹ thuật viên xoa bóp của Hội Người Mù thành phố Tam Kỳ. Hội Người Mù thì là cái tổ chức rất là đặc thù, tức là không được tiếp xúc qua chữ sáng, thì cũng có một cái loại chữ sáng tạo cho người mù, đó là chữ Braille. Thì tôi là người đứng ra để truyền đạt cái chữ đó cho hội viên. Mình vào hội là vào năm 1996. Khi vào trong hội thì mình cảm thấy đó là một cái mái ấm gia đình thứ hai của mình. Mặc dù các chú các bác lớn tuổi, mình là người nhỏ nhất trong đó, nhưng mà cảm thấy các chú các bác xem mình như một người con, như một người cháu trong gia đình của họ. Và tôi sẽ hát cho Hội Người Mù Tam Kỳ. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi gia thêm một người. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia, tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Hay quá vậy ta. Cảm ơn ca khúc mà chị Bích Diễm vừa mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Thực sự thì em rất là bất ngờ với giọng hát của chị Bích Diễm. Không phải một mình Sam bất ngờ đâu, mà anh Trấn Thành là anh dậy nãy giờ rồi. Ngay câu hát đầu tiên là anh trời ơi hay quá, anh quằn quại như một con đun dừa vậy đó. Mới nó hết đun dừa, bây giờ trở thành đun dừa lại rồi. Diễm ơi, hay quá Diễm ơi. Chị Diễm nghe giọng biết ai không chị Diễm? Dạ em vừa mới nghe anh Trấn Thành hồi dẫn chương trình đêm hôm qua. Trời ơi, cảm ơn Diễm ơi. Có một cái điều mà đây chị Diễm có sự kết nối giữa em với Tommy đó. Thế hả? Quảng Nôm. Ở Quảng Nôm hả? Quảng Nôm. Đây điện bòn điện quan kia Tôm Kỳ em không? Em Đòi Nản. Không. Đây là Đòi Nản ngày xưa là cũng là Quảng Nôm. À đúng hả? Hòa Vang là Quảng Nôm. Hòa Vang. Chị phải trừ còn núa được gạt Quảng Nôm chị. Chú cho người ta ở Quảng Nôm mà rang núi. Rang núi, anh núi chị chi đó anh. Nhiều khi thấy ca cái này nghe dân ca mà rặt luôn, nghe y như người Nam Bộ vậy đó trời. Dạ xin lỗi mấy anh giám khảo, mấy chị giám khảo, là em có lẽ là em gọi là chở củi về rừng thì đúng hơn. Anh bây giờ em có ý kiến nè. Giờ anh nói chị hát một bài đó mà tiếng Quảng Nam nghe vui. Chị có bài nào mà hát bờ chùa đó chị. Không, bây giờ chị hát bài gì quen quen em.
em với lại chị Dị Trâm sẽ lên hát tiếng Quảng Nam với chị luôn đó. À dạ, thì theo cầu của quý vị giám khảo cũng như tất cả quý khán giả ở đây thì em sẽ hát một cái bài sáng tác riêng cho Quảng Nam của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, được mang tên là Dù Chiên ạ. Ok. Bài không biết. Tôi đây là khách qua đường, tới đây tôi hát với mấy nương dù chiên. Ngày mơ đây tôi về bình yên, có cô ở lỡ có chiên không vui. Dễ thương quá. Tôi về trang dọa mà bụi ngùi, đêm nằm mà trang trở, chứ có vui mà không ở chiên. Tôi về suy nghĩ liên miên, có cô ở lỡ có chiên mà không ở vui. Dạ xin hát ạ. Quá. Anh Thành cười vậy chứ anh không hiểu gì đâu chị ơi. Chị có em gì vậy không hiểu. Anh chỉ nghe được thôi chữ dùi với chiên thôi. Em mà không hiểu tôi xin lỗi câu đi. Dạ, dùi chiên này là hai cái địa danh của Túy Loan ngày xưa là Quảng Nam Đà Nẵng. Trời, thì ông Loan Trần là quê em đó. Đó, ông Trần Quế Sơn ông lấy hai cái đó từ Quế Sơn, Nông Sơn là ông sáng tác cái đó ạ. Cho chi chứ nói thiệt với chị nè. Em nói thiệt với chị là Tấu Mi nó nghe cái chi mà có cái dùi là nó mừng lắm. Mi này nó cầm dù nó đánh trống biết hết chứ nè. Em hỏi câu này nhỏ thôi là Diễm mà Diễm có hát được bolero không? Có ạ. Diễm hát ra, Diễm hát song ca với Tố Miên đoạn được. Dạ. Cho Trâm hát chứ. Bà Trâm bà ngồi đi đi bà Hàn Lâm bà để người ta bolero bà. Đi giờ Mi lên Mi gần đứng gần Diễm đi càng đoạn ngắn. À, dùng lá máy bay con đường xem đi nha. Thử đi, thử bài đó. Bây giờ chị Diễm thích bài gì? Con đường xưa em đi phải không? Con đường xưa em đi. Tiếp câu chị, nguyên câu chị. Thôi chưa đừng la la, Diễm hết hồn mấy em. Làm lại thôi. Để Diễm bình tĩnh. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay thề. Vỗ tay mọi người ơi. Ấy làm thơ khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã khi mấy mùa trăng vô quê vì mưa gió không về chiến trường anh bước lên có nàng hẹn đôi mi khách qua đường lén nghe hỏi hùa con cô chi. Nơi đây phiền gót canh dừa e ấp đôi lời mình còn nhớ nhau hùa. Xuất sắc. Trời ơi dễ thương quá. Cho em ôm chị một cái. Rồi xuất sắc. Ba trừ là kể từ nay em đi hót bolero em hót tiếng Quảng giùm chị. Dạ. Giống vô cùng nha. Bà Diễm. Bây giờ tôi tài trợ bà thông cái đĩa album cho tôi nghe được không bà Diễm? Yeah. Dạ, anh Trấn Thành nói thiệt là nó giỡn hả? Tôi nói thiệt, bây giờ tôi tài trợ bà. Tôi tài trợ bà bây vô bà thâu cái album chừng 5-7 bài đó. Làm cái album đi rồi tự để nghe rồi giống như là kỷ niệm mình đến với chương trình. Rồi tôi lấy cái album đó tôi nghe tại hát hay quá. Tôi nói thiệt, mê quá. Anh ơi anh, nhà em là Hòa Ông Phú Khí và Phùng Thu. Nhớ qua nhà em Thu nha. Dễ sao vậy? Tài trợ. Ý của tôi là tôi đi tài trợ đúng không anh? Chỉ là Mi tài trợ. Anh Thành tài trợ, Mi là cái người sản xuất. Bây giờ ở đây chương trình là Trấn Thành hứa nha, tài trợ cho bà Diễm cái đĩa nha. Là đi vô phòng thu, rồi thu âm, sau đó là tiền chi phí tôi trả hết nha, bài phối gì này nọ. Làm xong cái đĩa đó, cái nhiệm vụ của chúng ta là tôi sẽ trả tiền, bà sẽ gửi cái đĩa cho tôi nghe. Ok nha. Ok. Cảm ơn. Được không? Em với Tố Mi có nhiệm vụ cày view. Nghe cái này là hợp lý nha. Làm kênh YouTube cho chị Diệp. Anh ơi, cho em ý kiến chút xíu được không? Sao Quân? Lúc nãy em nói đó là gia đình em là có Phùng Thu nè, Hòa Âm Phước Khí nè, rồi thu âm. Ok. Thì lúc nãy cũng có nói chơi vui vui. Thì em muốn bây giờ là em thấy những cái nhạc nít bây giờ, những ca sĩ bây giờ thường làm là nhạc cụ scanser, nhạc cụ giả không ạ? Okay. Nên là em muốn
tài trợ thêm cho chị về cái phần mà nhạc cụ thật được không? Làm nhạc cụ thật cho nó hay luôn, cho nó hay luôn. Rồi em hai chị em xong ca một bài luôn. Xong ca luôn. Yeah. Đúng không? Rồi đất Quảng mình mà đất Quảng đông, đông chưa mưa đọa thắm, chứ ru hồng đồ chưa nhắm mà đọa xa. Ngon nghe ra anh luôn được. Hai anh em mình nha. Nha, mình hứa nhau vậy nha. Một tràng pháo tay cho bà Diễm. Rồi. Trời còn là mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm dài, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Ôi mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Cha ơi, sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh? Trời dưới trong mối mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa? Luộc dây trời xa mưa giông mưa buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nghe lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo. Giọng chỉ là người Quảng nhưng chị hát giọng Nam không ai biết là người Quảng hết trơn á. Không có biết like luôn. Mà ghê nhất là cái đoạn xử lý. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọt. Trời ơi, sao mà nghĩ ra được cái nhịp đó xuất sắc. Chị Diễm ơi, anh Trấn Thành sau khi nghe phần trình diễn này, anh đã quyết định đưa cái bài này vô cái CD của anh. Phải có trong CD, phải có. Biến liền. Bây giờ kiếm bài nào song ca mà đụng nóc với bà Diễm này tung ra thị trường. Bây giờ làm sao để mà bây giờ tôi chữa cho bà sáng mắt, tôi bắt bà đi hát cho tôi nghe. Ủa, đâu cần. Người ta nói là người mắt thì mù nhưng tâm không mù. Tâm vẫn rất sáng và lúc nào cũng nhìn cuộc đời này bằng cái tâm trong sáng đó thì là quá tuyệt vời. Giờ Diễm sống đâu vậy? Dạ em đang ở Tâm Kỳ, Quảng Nam. Trời ơi, bây giờ chị mà ở trong Sài Gòn, tôi nói thiệt nghe, tôi hứa chị luôn, tôi dẫn chị đi hát đó. Em có cách nào? Sao? Anh xây một cái cơ sở hội người mù, xong rồi anh mời mọi người về đó ở. Đúng rồi anh. Anh đài họ hết. Chính xác, hay quá. Chị đâu có người ta vô đây.
để đi hát thì anh mới đại nọ cho hội của chị Diễm chứ. Mày thương anh ghê à. Trời ơi, anh đại gia anh đi mà. Chị Vy đâu coi chưa đâu anh. Nghe xong tao muốn bệnh tim luôn á. Anh Thành, trong cái album đó thì em có thể nào góp một chút phần gọi là công sức của em vào được không ạ? Em góp son góp phấn được cho mấy chị hát hay sao? Dạ không không, em định là hát một bài chung với lại chị Diễm á. Ủa anh lại em, để mấy chị bình yên nha, để mấy chị bình yên cho em. Ừ, để mấy chị hát cho khán giả nghe, em đưa vô là gãy bài tội nghiệp. Không, em sẽ có một bài thông ca với Ngô Kiến Huy. Cái CD khác. Dạ vâng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Tỏa Sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Anh ơi, anh quá vậy ạ. Ban giám khảo có chia sẻ gì với hai phần trình diễn vừa rồi không ạ? Cái quan điểm làm nghề của em á thì đã gọi là ca sĩ thì phải là hát hay. Và hôm nay chị hát hay như vậy thì chị xứng đáng được gọi là ca sĩ. Diễm, chị hát cái bài này rất là ngon lành, nhẹ nhàng, tình cảm, nức nở, xử lý rất còn có những cái đoạn chị bỏ nhỏ mà nổi hết da gà. Mình ơi, họ ơi, công công xê sang xê, bên ơn em đứng đợi anh. Ồ, cái đoạn sao có cái vụ nấc nấc như vậy? Ủa, cái đó là cảm xúc hay là có cái xử lý nhẹ trong việc? Em nghĩ rằng là chắc cái bài hát này nó có một cái gì đó liên quan tới cuộc đời của chị ấy đó. Có em tính hỏi chị cái này không biết có không chị? Dạ có. Có, anh thấy chưa? Có làm sao vậy? Ca tới cái đoạn mình ơi, sao tự nhiên nghẹn lại cái đoạn nó đã quá vậy ta? À, ý là cái điều kiện cái hoàn cảnh của em thì cũng không may mắn như được như những người phụ nữ bình thường. Tức là em chỉ làm người mẹ đơn thân chứ không được có một cái vị hôn phu ở bên cạnh. Cho nên là em thấy cái bài này rất là xúc động, cho nên là em chọn cái bài này. Hèn gì ca tới đoạn mình ơi, có cái đoạn nghẹn cái tôi với 100 nhìn nhau nó ý trời ơi sao ra cái nghẹn đó ta. Thì phải là nghẹn thiệt mới ra được chứ không mà tự tạo nó giả lắm. Trời mà chị làm rất là thật. Mà hay thiệt hay, có những cái đoạn ca nó xoáy vô tim người ta. Thành thử ra đầu tư album hợp lý. Bây giờ làm sao để bà Thu ở đây, bà Diễm? Ở ngoài Quảng Nam có quan phòng Thu không? Trời đất ơi trời đất. Chị ở đây tới ngày nào chị Diễm? 5:20 ngày hôm nay. Sao lẻ vậy ta? Thì bây giờ anh Trấn Thành mua cái vé khác. Đúng rồi. Ở lại đây vài ngày đó, qua phòng Thu Tố My hát Thu vô. Sợ má nó có công việc ở chứ quê nhà thôi. Chứ nếu mà chị muốn ở lại đây không, tôi mua, tôi đổi vé cho chị à. Được không chị Diễm? Mình ở lại được thêm 1-2 ngày được không chị Diễm? Chị có ở lại được hay không? Nếu mà sắp xếp được công chuyện ở đây 1-2 ngày tôi đổi vé cho bà bay lại. Mê quá. Mê chứ, ra cái đĩa liền. Thưa quý vị, hãy chờ đợi ngày ra mắt CD mới nhất phát hành. Album được mang tên Tiếng Hát Từ Cõi Lòng Trái Tim và Khúc Ruột, do phần trình diễn của ca sĩ bà Diễm Tám Kỳ. À, mình rất là vô cùng hạnh phúc khi mà cũng rất là bất ngờ khi mà được giám khảo Trấn Thành cũng như giám khảo Võ Hà Trâm và Tố My động viên khích lệ, và đặc biệt là nhận được cái sự quan tâm rất là sâu sắc của giám khảo Trấn Thành. Thì mình sẽ cố gắng để mà không phụ lòng tin của mọi người cũng như là của Trấn Thành đã dành cho bản thân. Chắc là mình không có thời gian ở lại được, bởi vì có lẽ là về Đà Nẵng sẽ thu tìm phòng thu tốt hơn. Và nếu như không được thì sẽ vào lần sau, chứ còn bây giờ là có gia đình có việc cho nên là phải về sớm chứ không thể ở lại được. Bản thân tôi và Trấn Thành thì đã có hứa hẹn với nhau thì có gì sẽ liên lạc với nhau để mà sẽ làm ra cái CD được tốt hơn. Và hy vọng là cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ này sẽ nhân rộng ra để cho nhiều người như mình để được tham gia và được trải nghiệm. Đón xem tập 4 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 9 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.